Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là buổi chiều của ngày 28 tháng 3 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Yên Lành tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý khách trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một đôi lọ lục bình bằng gỗ cẩm vàng Nam Phi. Đôi lọ này là có kích thước là cao 2m17, đường kính 60, toàn bộ là thân liền, được chọn vân chọn gỗ rất là đều. Đây là chúng tôi mới lót qua thôi. Đi vào hoàn thiện thì chúng tôi sẽ trải qua 3 lần lót và một lần hoàn thiện là 4 lần. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Hải Phòng. Đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi. Thì hôm nay chúng tôi với song mộc và quét lót lên để giới thiệu cho quý vị biết. 100% chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Nam Phi. Gỗ cẩm vàng này rất là tốt mà vân rất là đều và đẹp. Toàn bộ lục bình là phần thân là đặc và liền khối, không ghép. Phần miệng lọ cũng được chúng tôi tỉa toát rất là đẹp, dáng cong mềm mại. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi hoàn thiện thì mất khoảng tầm 4 đến 5 ngày thì sẽ xong đôi lọ lục bình này. Và khi nào xong thì chúng tôi sẽ gửi xe cho quý khách. Đôi lọ này rất là nặng. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng này, phần là miệng này, được chọn vân rất là đều đẹp. Toàn bộ là vân thật, không vẽ vân, không bắn vân. Quý vị có thể truy cập vào Facebook Đồ Gỗ Hiền Lanh để xem chi tiết hình ảnh cũng như là kích thước. Hoặc có thể liên hệ qua Zalo 0986 883349. Chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Bên cạnh những loại lục bình như này thì chúng tôi còn những đôi lục bình gỗ hương hoặc gỗ mun đôi công. Thì quý vị có thể tham khảo thêm những video mà chúng tôi đã đăng từ trước. Lọ lục bình gỗ mun nơi công, đồ gỗ Hiền Lanh đã làm. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm những video mới mà chúng tôi đưa lên hàng ngày. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.